Chào mừng các em học sinh đến với tiết học hóa ngày hôm nay. Khác với thông lệ, ngày hôm nay các em sẽ là những thí sinh tham gia vào game show Thử Tài Tri Thức. Các em sẽ trải qua 4 vòng thi. Khởi động. Vượt chướng ngại vật. Tăng tốc. Và về đích. Các em đã sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu nhé. Ở phần khởi động, các em hãy ghi lại tất cả những thông tin mà đoạn phim đề cập để lát nữa chúng ta có thể giải quyết tốt với câu hỏi gồm 6 nhận định. Đoạn phim có nội dung như sau. Như bao kim loại mà thôi, nhôm là tên gọi của tôi đó mà. Điện tử mang số 13, đứng giữa Silic, Magne trong nhà. Mang màu trắng bạc kêu xa. 27 tuổi tác gần qua nửa đời, 3A là nhà của tôi, Chu Kỳ ba nhé, bạn ơi nhớ giùm. Latin tên là Aluminum, tính chất mềm dẻo uống khung dễ dàng. Nhưng tính thì lại khô khan, tác dụng với nước vô vàng khó khăn. Vì lớp oxit càng ngắn, nên khi tác dụng phải quăng lớp này. Còn khi được kiềm ra tay, tác dụng lập tức có ngay muối kiềm. Aluminat đó ngang, muối này trong nước môi trường bao giờ. Từ thời nước Pháp xa xưa, nhôm kim lại quý, cung vua rất cần. Tôi trong hợp chất rất cần, phèn chua ai hỡi chẳng cần nói thêm. Khuấy nhẹ vào nước dịu êm, nước đục biến đổi êm đềm thành trong. Tôi trong đất sét cao lanh, làm nên cốt lõi xi măng xây nhà. Bạn bè cô bác gần xa, nhớ giùm đây nhé, nhôm là chính tôi. Câu hỏi ở phần khởi động dành cho các em có nội dung như sau. Các em hãy xác định phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai. Các em có thời gian là 30 giây. Thời gian bắt đầu. Kết quả sẽ là 1 sai, 2 đúng, 3 sai, 4 sai, 5 và 6 đúng. Những điểm sai của các phát biểu, cô đã dùng bút đỏ để gạch chân. Các em lưu ý nhé. Và bây giờ, chúng ta đến với phần 2, đó là phần vượt chướng ngại vật. Chướng ngại vật ngày hôm nay gồm có 11 chữ cái. Để tìm ra các gợi ý cho nó, các em cần giải được 5 hàng ngang tương ứng. Mỗi hàng ngang, các em sẽ có thời gian là 10 giây. Các em hãy thật bình tĩnh nhé. Chúng ta đến với hàng ngang đầu tiên. Hàng ngang đầu tiên gồm có 5 chữ cái. Loại quặng nào dùng để sản xuất nhôm? Đáp án là bôxit. Chúng ta đến với hàng ngang số 2. Từ nào còn thiếu trong phát biểu sau? Các em có 10 giây. Nhẹ là đáp án của hàng ngang số 2. Với hai hàng ngang đầu tiên, chúng ta thu được 4 chữ cái cho chướng ngại vật. Cô mời các em đến với hàng ngang số 3. Hàng ngang số 3 gồm có 8 chữ cái. Đây là hợp chất của nhôm,
có tính lượng tính. Đáp án đúng sẽ là nhôm oxit. Chúng ta có thêm được hai chữ cái nữa. Bây giờ chúng ta cùng sang hàng ngang số 4. Hàng ngang số 4 gồm có 7 chữ cái. Tính chất hóa học đặc trưng của nhôm là gì? Đáp án của hàng ngang số 4 là khử mạnh. Đến đây, nhiều em đã ngầm đoán được chướng ngại vật của cô ngày hôm nay rồi đúng không? Để khẳng định hơn, các em hãy cùng cô đến với hàng ngang số 5. Hàng ngang số 5 gồm có 8 chữ cái. Để điều chế nhôm, người ta dùng phương pháp nào? Kết quả sẽ là điện phân. Để điều chế nhôm, người ta sẽ dùng phương pháp điện phân và cụ thể đó là điện phân nóng chảy nhôm oxit. Và chướng ngại vật mà cô muốn nhắc đến ngày hôm nay đó là hiện tượng ô nhiễm bùn đỏ. Bùn đỏ là chất thải nguyên hại sinh ra trong quá trình tinh luyện oxit để sản xuất nhôm. Chứa hàm lượng kim dư cao và nhiều kim loại độc hại. Loại bùn này có thể giết chết động vật và thực vật, có thể gây bỏng và cũng có thể ảnh hưởng xấu đến đường hô hấp của con người. Hiện nay, việc xử lý bùn đỏ đang là mối quan tâm của các nước trên thế giới trong công cuộc bảo vệ môi trường. Tháng 10 năm 2010, khoảng 1 triệu tấn bùn đỏ từ nhà máy Alumina ở Hungary đã xả thải vào các vùng nông thôn ở xung quanh, khiến 4 người chết và làm ô nhiễm một vùng rộng lớn. Tái chế nhôm giúp tiết kiệm 95% chi phí điện năng sản xuất nhôm. Hàng tỷ lon Pepsi, Coca-Cola, hàng nghìn tấn phế liệu nhôm của công nghiệp xây dựng, chế tạo cơ khí mỗi năm là nguồn nguyên liệu quý giá. Ngoài việc tiết kiệm điện năng, tái chế nhôm kim loại là việc hết sức cần thiết để bảo vệ môi trường. Không để các em phải chờ đợi thêm nữa, chúng ta đến với phần thi tiếp theo, đó là phần thi tăng tốc. Ở phần thi này, mỗi câu hỏi các em sẽ có thời gian là 10 đến 15 giây để suy nghĩ trả lời. Các em hãy thật bình tĩnh nhé. Chúng ta đến với câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi thứ nhất có nội dung như sau. Dãy gồm các oxit đều bị nhôm khử ở nhiệt độ cao là có 4 phương án A, B, C và D. Các em có thời gian là 10 giây để lựa chọn đáp án phù hợp. Sẽ là B. Nhôm chỉ khử được những oxit của kim loại có tính khử trung bình hoặc là yếu. Vậy dễ dàng chúng ta loại được đáp án A vì A chứa magie oxit. Loại đáp án C vì C chứa bari oxit và loại D vì D chứa kali oxit. Chúng ta đến với câu hỏi thứ hai. Đây là một câu bài tập, các em hãy thật tập trung nhé. Cho anh mờ nhỏ gam nhôm tác dụng với dung dịch axit nitric loãng dư, thu được 0,1 mol khí nitơ oxit. Đây là sản phẩm khử duy nhất. Để yêu cầu xác định giá trị N nhỏ. Mười lăm giây bắt đầu. Câu này là A 2,7. Câu này sẽ được giải như sau. Đầu tiên, các em hãy viết quá trình có số oxy hóa tăng một bên và quá trình có số oxy hóa giảm một bên. Đề đã cho số mol nitơ oxit. Dễ dàng tính được số mol e nhận là 0,3. Số mol e nhận là 0,3
thì số mol e cho cũng phải 0,3. Từ đó ta tính được số mol của nhôm và sau đó tính ra được giá trị n nhỏ cần tìm là 2,7. Chúng ta đến với câu hỏi số 3. Cho 31,2 gram hỗn hợp gồm nhôm và nhôm oxit tác dụng với dung dịch natri hydroxit dư. Đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 13,44 lít khí hydro ở điều kiện tiêu chuẩn. Để yêu cầu xác định khối lượng nhôm và khối lượng nhôm oxit có trong hỗn hợp ban đầu. Các em có 15 giây. Đáp án cho câu này là D. Bài toán sẽ được giải như sau. Đầu tiên các em tính số mol khí hydro. Khi cho vào dung dịch natri hydroxit thì cả nhôm và nhôm oxit đều phản ứng. Nhưng chỉ có nhôm là sinh ra khí hydro. Vậy từ khí hydro ta tính được số mol của nhôm. Từ đó ta tính được khối lượng của nhôm. Lấy khối lượng hỗn hợp trừ khối lượng của nhôm, ta sẽ thu được khối lượng của nhôm oxit. Nếu các em tìm được đáp án đúng trong 15 giây cho câu này thì các em có khả năng tính toán khá tốt đấy. Chúng ta đến với câu hỏi số 4. Câu hỏi số 4 có nội dung như sau. Nung nóng hỗn hợp gồm 3,78 gram nhôm, 10 gram sắt bao oxit, thu được chất rắn X. Cho chất rắn X tác dụng với dung dịch natri hydroxit dư, thu được 1,344 lít khí hydro ở điều kiện tiêu chuẩn. Để yêu cầu xác định hiệu suất của phản ứng nhiệt nhôm. 15 giây bắt đầu. Là đáp án đúng cho câu này. Nếu các em tìm được đáp án cho câu này trong khoảng thời gian là 15 giây thì các em có khả năng tính toán rất là nhanh nhạy đó. Câu này chúng ta sẽ giải như sau. Đầu tiên chúng ta đổi số liệu ra số mol. Chất rắn X tác dụng được với dung dịch natri hydroxit dư chứng tỏ trong rắn X có nhôm cùng dư. Khí hydro thu được chính là do nhôm phản ứng với natri hydroxit sinh ra. Vậy từ số mol của hydro, ta tính được số mol của nhôm dư bằng cách lấy số mol hydro chia cho 1,5. Vì sao cô lại chia cho 1,5? Bởi vì theo phương trình, cứ 1 mol nhôm thì sẽ sinh ra 1,5 mol khí hydro. Phản ứng nhiệt nhôm xảy ra như sau. Đề đã cho số mol nhôm ban đầu và số mol của sắt bao oxit ban đầu. Lập tỷ lệ, chúng ta thấy rằng tỷ lệ của sắt bao oxit nhỏ hơn. Vậy, hiệu suất của phản ứng này phải tính theo sắt bao oxit. Chúng ta vừa tính được số mol của nhôm dư. Có số mol nhôm lúc ban đầu, có số mol nhôm còn lại. Vậy các em có tính được số mol nhôm phản ứng không? À, rất dễ dàng, chúng ta có được số mol nhôm phản ứng là 0,1. Từ số mol nhôm phản ứng, ta tính được số mol sắt bao oxit phản ứng. Có số mol sắt bao oxit ban đầu và phản ứng thì ta sẽ tính được hiệu suất của phản ứng nhiệt nhôm. Bài toán này sẽ là 80%. Lấy lượng sắt bao oxit phản ứng chia lượng sắt bao oxit ban đầu thì ra hiệu suất. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 5. Câu hỏi số 5 có nội dung như sau. Nung nóng n nhỏ gam hỗn hợp X gồm
nhôm và sắt bao oxit, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất rắn y. Chia rắn y làm hai phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng với axit sulfuric còn dư, thu được 3,08 lít khí hydro. Phần 2 cho tác dụng với natri hydroxit dư, thu được 0,84 lít hydro. Để yêu cầu xác định giá trị của N nhỏ, các em có 15 giây. Đáp án là B, 22,75. Bài này sẽ được giải như sau. Các em hãy thật tập trung nhé. Rắn y thu được sau phản ứng nhiệt nhôm. Trong rắn y chắc chắn phải chứa sắt kim loại và nhôm oxit. Rắn y tác dụng được với dung dịch natri hydroxit sinh ra khí hydro. Vậy, trong rắn y phải chứa nhôm dư. Mà nhôm dư thì sắt bao oxit phải hết, bởi vì bài này đề cho là phản ứng hoàn toàn. Chúng ta đổi số liệu ra dưới dạng số mol. Đây là số mol khí hydro sinh ra khi dùng một phần. Vậy nếu cô dùng toàn bộ rắn y thì lượng hydro sinh ra sẽ như thế nào các em? À, chúng ta phải gấp đôi lên. Từ số mol hydro sinh ra khi tác dụng với natri hydroxit, ta tính được số mol nhôm dư là 0,05 bằng cách lấy 0,075 chia cho 1,5. Vì sao chia 1,5 thì bài toán lúc nãy cô đã đề cập đến rồi. Như các em thấy đó, số mol hydro sinh ra khi tác dụng với natri hydroxit và khi tác dụng với axit sulfuric là có sự chênh lệch. Vì sao có sự chênh lệch này? Và số mol hydro chênh lệch đó là do ai gây ra? À, đó là do sắt kim loại gây ra. Số mol hydro chênh lệch chính là do sắt gây ra, nên từ số mol hydro chênh lệch, chúng ta tính được số mol của kim loại sắt trong y. Số mol của sắt là 0,2. Vậy thì số mol của nhôm oxit trong y sẽ là bao nhiêu? Nếu các em nhanh nhạy thì các em có thể đoán ra được ở đây sẽ là 0,1. Còn nếu như các em vẫn còn băn khoăn thì các em hãy nhìn lên phương trình của cô trên bảng. Số mol sắt trong y là 0,2. Vậy thì số mol nhôm oxit sẽ là 0,1. Khối lượng của rắn y cũng chính là khối lượng của rắn x. Vậy chúng ta dễ dàng tính được khối lượng của rắn x là 22,75. Như vậy đáp án của bài này là 22,75. Bây giờ cô cùng các em sẽ tổng hợp lại một số lưu ý khi giải bài tập liên quan đến phản ứng nhiệt nhôm. Phản ứng nhiệt nhôm là phản ứng giữa nhôm với oxit kim loại ở nhiệt độ cao. Các em lưu ý kim loại trong oxit là kim loại có tính khử trung bình hoặc là yếu. Phản ứng nhiệt nhôm sẽ có dạng như sau. Nếu bài toán là phản ứng hoàn toàn, đề cho hỗn hợp B thu được chứa hai kim loại. Kim loại R là 1, vậy còn kim loại nào nữa mà hai kim loại? À, đó là nhôm còn dư. Mà nhôm dư thì oxit kim loại phải hết. Hoặc nếu hỗn hợp B thu được tác dụng với dung dịch kiềm tạo khí hydro, vậy chúng ta suy ra được là có nhôm còn dư. Đối với những bài toán mà phản ứng không hoàn toàn, thì hỗn hợp B thu được sau phản ứng sẽ chứa tất cả các chất ở trên phương trình, tức là khi đó cả nhôm và oxit kim loại ban đầu đều còn dư. Phản ứng nhiệt nhôm rất đặc biệt.
Nó đặc biệt ở chỗ, tất cả các chất trong phương trình đều ở thể rắn. Vì vậy, khối lượng rắn lúc đầu sẽ bằng khối lượng rắn lúc sau. Định luật bổ toàn khối lượng và định luật bổ toàn nguyên tố là hai công cụ hỗ trợ đắc lực để giúp chúng ta giải quyết được dạng bài tập này. Các em lưu ý nhé! Phần thi về đích sẽ khép lại tiết học hóa ngày hôm nay. Phần thi này gồm có hai câu hỏi thực tiễn. Mỗi câu hỏi các em sẽ có thời gian là 5 giây. Các em hãy thật bình tĩnh nhé! Câu hỏi thứ nhất có nội dung như sau. Dự đoán có thể dùng nồi nhôm, chậu nhôm để đựng nước vôi hoặc là muối dưa cà được hay không? Giải thích. Câu trả lời có trong đoạn phim sau đây. Nước vôi là có môi trường bazơ. Khi muối dưa cà thì sinh ra môi trường axit. Trong môi trường bazơ hoặc là trong môi trường axit thì nhôm bị ăn mòn. Chính vì vậy, chúng ta không nên dùng chậu nhôm hoặc là nồi nhôm để đựng nước vôi hoặc là muối dưa cà. Các em lưu ý nhé. Chúng ta đến với câu hỏi số 2 ở phần về đích. Vì sao nhôm có độ dẫn điện chỉ bằng khoảng 60% của đồng, nhưng được ứng dụng để tạo dây cáp trong công nghệ truyền tải điện năng đi xa? Bởi vì nhôm nhẹ và rẻ hơn so với đồng. Muốn giành điểm thì phải chính xác, muốn điểm cao thì phải thật nhanh. Đó là đấu trường 15.596. 15.596 là tổng số học sinh khối 12 của tỉnh Quảng Nam. Các em hãy thử sức cùng nhau nhé. Có thể dùng máy tính hoặc là điện thoại để thi đấu. Đầu tiên, các em hãy vào link như cô ghi trên màn hình. Sau đó nhập mã code là 970207. Và cuối cùng, điền tên mình, tên trường. Cô rất mong chờ muốn biết quán quân phần thi này là ai. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô hy vọng các em cảm thấy vui và ghi nhận được nhiều kiến thức qua tiết học này. Chào tạm biệt các em.